Một khi mà nghiệp quả đến là Phật Thánh Tiên không tránh khỏi. Tu là tu, con hiểu nha. Trả là trả, vì có nhân mới có quả. Kiếp trước con tạo bạo tàng thì kiếp này ma giới nó phải đòi ta. Nếu con tu rồi ai còn đòi con được nữa, con về Phật ai đòi, thì thế như còn đương vậy, thì con chưa được đắc thì đòi. Mà nếu ta bền gan, vững chắc, sáu chữ A Di Đà, ma là ma, mình là mình, nghiệp là nghiệp, đừng tham danh, tham sân si, cái đó thì nó sẽ khổ đó. Còn nếu con đóng cái kệ, nay ra đường bị người ta mắng chửi cũng kệ, mời người ta chà đạp cũng kệ, người ta cho thiện ác ma quái cái gì cũng kệ, nhưng tâm ta giận dữ, ta làm điều lành nhưng ta vẫn trả nghiệp, là bị cái tiếng đời đó. Đóng cái kệ gán bền tâm vững chí, bệnh tật gì cũng khỏi. Đó là khi mình có cái kim thân đó con, Bồ Tát đã được đắc đạo rồi đó thưa chú, thì con người chúng ta mới được hết bệnh này. Còn bệnh này khắp thế giới hoàn cầu tôi rất là đau lòng. Trong khi tôi đã có xuống bút thì tôi hỏi cái nhân ông đã độ, nó thưa ông, khi mà bệnh bá gia như vậy xin ông cho con biết. Hồi đó thì cô còn nghe tất cả những cái tiếng côn trùng hoặc là các chi thần ở bên ngoài nói, nhưng cô xin bỏ để làm quá người người ta sẽ, tại vì cô tôi có một mình à. Thì trong những cái đoạn video trước á, có một số anh chị em đã xin cái địa chỉ cụ thể của cô Sáu. Thì hôm nay em lên đây em nói chung là cái địa chỉ rất là khó chỉ tại nằm ở trong này trong ruộng á, thì bây giờ em sẽ chỉ là đơn sơ là như gì. Nếu anh chị nào mà đi tới chỗ này á rồi không biết á thì liên hệ cho em. Anh chị cứ tới ngay cầu Đình Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, thì tới ngay cái dưới dốc cầu Đình á thì anh chị liên hệ cho em, rồi em sẽ dẫn qua cô Sáu. Chứ cô Sáu cũng không có cố định một chỗ, cô Sáu đi rất là nhiều nơi, còn hai sư cô thì ẩn tu ở cốc, là hai sư cô cố định. Nếu ai viếng thăm á thì liên hệ em trước một ngày hoặc hai ngày, tại vì em bận đi quay, nhiều khi em quay ở trong hòn đất và quay ở trên núi rất là xa. Hẹn em trước một hai ngày thì em sẽ dẫn qua cô Sáu. Kính chào cô Sáu ạ. Chào con ạ. Dạ, những cái clip trước á, khi mà lên video á thì dạ, có một số anh cũng xin cái địa chỉ đó. Tại người ta như cái đó là cho con là nói là người ta thắc mắc đi. Dạ, người ta thắc mắc đi. Dạ, thì xin địa chỉ, nhưng thì nói chung là ở trong đây rất khó là chỉ địa chỉ đúng không cô, tại nằm ở trong đồng. Cô không có nhà. Dạ. Vậy cái cốc này là cô Sáu đang ở là tạm nhờ, chơi. Tạm nhờ đi đây qua đỡ thôi chứ cô không có ngự ở đây. Dạ, dạ. Ừ. Cô Sáu nói chung quý cô bác anh chị, cô Sáu thì đi tra bà tối ngày, đi có nghĩa là đi nói về đạo pháp tùm lum chỗ hết trơn, bởi vì không cố định một chỗ rồi đâu có biết đường chỉ cái địa chỉ cô Sáu. Nhưng thường thường thì cô về cái làng Bình Thủy đó, dạ, thì các con cứ cho đi rồi các con kiếm cô thì các con sẽ gặp. Dạ, thì nếu như mà ai muốn gặp cô Sáu á thì qua tới, con qua các con á, chứ cô không có biết, cứ tới ngay cầu Đình Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Nếu mà không biết á thì liên hệ cho em, số điện thoại của em có để chạy trên màn hình đó, và hoặc là liên hệ cho Hoàng Đại Miền Tây. Mà nhưng mà cô Sáu thường thường gặp cô Sáu nhiều nhất là cứ ở cái cốc của sư cô này, là ở ở chỗ này là Bình Hưng, ấp Bình Hưng, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, quý cô bác anh chị. Thì cô Sáu nói chung cái clip trước á, cô Sáu nói lên là cô Sáu có điện thoại, cô Sáu hiện tại hôm nay giờ cô Sáu nói luôn đi cô Sáu. Nói chung coi như là sự thật á, là số điện thoại là của các con cháu là nó đưa cho cô, không có xài điện thoại. Yeah. Mà tại vì cô không biết nhắn tin, cô không biết nạp tiền, cô không biết làm gì cho cô. Yeah. Cô không biết mà xe đạp cô cũng không biết dạy. Nhưng mà cô chỉ có biết là chữ niệm Phật mà thôi, tại vì khổ quá rồi đi nhìn đời rồi mình mới giác ngộ tự mình hiểu được cái tâm. Dạ, mà tu rồi. Giờ này giờ cô cháu mình đi vô vấn đề chính luôn đi cô Sáu. Vào đây. Tại vì có một số thắc mắc quý bà con nói là hỏi cô Sáu sôi căng như vậy là từ cái điển ở trên cô Sáu nhận được là cô Sáu mới làm được hay sao cô Sáu? Đúng mà, có cái này nè, vì cái chân tâm trí huệ của mình nó đã có sẵn, là nhãn nhĩ nó đã thông. Dạ. Thì nhìn con vậy là nói xin lỗi nha, biết trộm cắp, biết giật dọc của người ta, xin lỗi nha, tại vì cô là người quê dốt. Dạ. Cho nên cô chị cứ biết nói thẳng, chứ cô không biết dùng bằng cái cách nhân từ nó khác. Thì cô chị có đạt được là bằng cái tâm trí huệ của mình là nhãn nhị khi được khai thông mở. Thì cô thấy đi giúp đời vậy thôi, chứ ngoài ra rồi cô đi nhìn đời, ngoài ra cái sự đời mới hiểu được trong cái đạo. Rồi khi mà cô mới có bệnh cũng nghiệp thân nó thăng trầm biến đổi lắm.
Kính thưa chư quý vị khán thính giả, đồng đạo bên Phật giáo Hòa Hảo và nói chung tất cả toàn thể, cả thế giới và mọi miền đất nước. Tôi có đôi lời như sau. Vậy vì mình được hiểu biết bao nhiêu trong cái thân tâm trí huệ của mình thì nói ra cái đấy. Là trước khi mà tôi đã đau ốm bệnh hoạn, cứ mãi ngồi niệm Phật không được. Mỗi một khi vô tới cái tam bảo thì nó cứ là như kim châm muối sắc. Nhưng tôi quyết tâm để một cái chữ trì. Đây là tôi muốn nói với toàn thể quý vị cả khắp trong nước và ngoài nước. Là một chữ khuyên bá gia tỉnh ngộ giác mê. Đây là vậy. Cưng biết không, khi lúc mà 1-2 giờ đêm á, thì cái bệnh của cô nó tái phát. Là cô mới niệm Phật hoài, niệm viết rồi mới nói một câu là có hồi đó cô có ở tạm nhờ một cái người khác, người ta nói cô khùng, người ta đuổi, rồi cô quỳ lại, người ta cũng đuổi nữa, mới nói câu vậy nè: chú ơi, tôi tỉnh rồi đó chú, hồi đó kia tôi mê, nhưng giờ này tôi biết tỉnh, tỉnh trong mê, mê trong tỉnh. Đây là tôi nói giác luôn, rồi tự mình được hiểu biết là tỉnh trong mê. Khi mà con đã là một cái người đời, mà con đã, khi tới cái nghiệp quả của mình mà con không nhận thức ta có nghiệp, ta có quả. Nhưng khi mà để trả nghiệp á, thì nó nhẹ hơn, trả quả thì nó nặng hơn. Rồi khi cô mới giác ngộ, nếu ta có nhân mới có quả, nếu ta không nhân thì ta không có quả. Đó là gọi cô là con biết gì không? Mê mà cô được tỉnh ngộ. Rồi cô mới niệm 6 chữ A-di-đà, quyết tâm là con biết không? Ta cứ trì mãi nghe quý vị, không phải dễ dàng mà được đắc được cái tâm của Bồ Tát hay tâm Phật đâu. Là ma giới nó phá mình và nó thử mình và nó đốt mình, nó đánh đập mình. Nó không thể nào cho mình được ngồi yên thanh tịnh mà có cái này nè. Nếu ta muốn thắng nó, thì xin quý khán thính giả đồng đạo, tôi có đôi lời. Tôi thì cái người rất là chân thật và dốt, chỉ biết sao nói vậy thôi. Ngài có nói một câu, niệm cho quỷ khiếp thần khâm. Con có hiểu câu này không? Là sao cô Sáu? Niệm Phật cho quỷ khiếp thần khâm. Đó là ma nó phá ta, ta vẫn vậy. Mà nếu mà nó có đốt ta, ta cũng vẫn ngồi. Mà nó có đánh ta, ta vẫn ngồi. Mà con niệm viết rồi, khi nào mà Phật được chứng tâm của con đó, là con biết quỷ khiếp không? Là nó sợ mình, nó gian ra. Nó đốt ta, ta vẫn ngồi. Gọi là như vàng thật không sợ lửa đó. Rồi khi mà thần khâm đó là thần khâm phục mình. Ê, quá khổ hạnh vậy, tại sao mà vẫn bền trí? Rồi một cái giai đoạn này thì đó là tôi chỉ nói đại khái thôi. Để tôi nói qua một cái giai đoạn khác nữa. Nếu bá gia nào có thức tỉnh trong cái mê này, mong rằng phải xét lại tại sao tôi lại là bố thí nhiều mà tôi chưa hết bệnh. Tại sao tôi hiền lương mà giờ này tôi lại phải đau. Xin kính thưa với quý khán thính giả ở trong nước và ngoài nước, hôm nay nó có cái lý do như vậy nè. Đây gọi là tu xét. Là tự mình phải xét nó, rồi mình phải chuyển nó. Khi nghiệp đến cưng biết không, làm biến niệm Phật, làm biến cúng lại. Mà khi ta biết thì ngươi là ngươi, ta là ta. Cũng như ăn chợm lận chợm mà con cứ đi là đi. Thì Phật độ mình. Mà khi mà có long thần hộ pháp bảo hộ rồi, ta phải mạnh hơn. Mấy nãy mới gọi là quỷ khiếp thần khâm đó. Là ma nó sợ mình đó con. Thần cũng phải khiếp phục mình luôn, là cái đó là cái khổ hạnh và bền trí. Thế cho nên là tôi mới nói mấy là đem cái khổ hạnh này, thăng trầm này được để biết chứ không? Phổ biến. Nhưng mà không có ra kinh kệ gì hết, tất cả chỉ có khuyên đó là tỉnh giác. Cưng biết gì không? Ta mê, ta mãi lo làm ăn, ta tạo nghiệp. Ta không xét lại ta. Mà khi mà cái phước của mình nó hết rồi, đức mình nó đã cũng không còn nữa, thì con biết là đó là nghiệp nó đòi. Thì tới như mình phải bệnh tật đau ốm đó, rồi mình phải giác ngộ cái chỗ đó, gọi là tỉnh trong mê đó, con hiểu không? Tỉnh trong mê đây là mình mê làm giàu mà mình quên đi tổ tiên ông bà của mình. Thì khi mà lúc cô ngộ rồi cô mừng lắm, mà người ta bắt bỏ hết trơn mà mình không biết ai là để mình nói. Nay tôi chỉ có mong đem cái lời khuyên trong cái đạo pháp này đến với quý khán thính giả. Có lòng mà muốn nghe tôi nói, xin suy xét trong này tôi có ẩn chứa, không có ẩn chứa những cái gì hết tất cả, và ẩn chứa sâu và cạn. Nếu nghĩ sâu thì nó có sâu một chút nữa. Còn nếu mình nghĩ cạn là gọi đó là mình chưa có thật thông mấy. Ê, không, con người của chúng ta không có ai mà tự nhiên mà được hiểu. Còn như các chư quý vị đồng đạo và bá gia đã thông rồi, nhưng mà con biết tại sao con chưa có nhận được thức được không? Xét. Rồi cầu trong trí huệ đức hạnh của mình tự mở ra là ok liền.
là nó sẽ hiểu được tự ngộ tự giác. Chứ không có người nào mà dạy con được. Rồi khi mà cô đồng ý mới bỏ xác, thì ông bà của cô mới nói một câu, người ta nói nếu Phật độ cô thì tại sao cô bị bệnh, rồi cô cũng cầu Phật. Thì xin Phật cho biết, nói vậy thôi chứ mình cũng không thấy Phật, nhưng mà biết được cái tâm. Mới nói một câu gì nè, một khi mà nghiệp quả đến là Phật Thánh Tiên không tránh khỏi. Tu là tu, con hiểu nha, trả là trả, vì có nhân mới có quả. Kiếp trước con ta bạo tàn, thì kiếp này ma giới nó phải đòi ta. Nếu con tu rồi ai còn đòi con được nữa, con về Phật ai đòi, thì thế như còn đương vậy, thì con chưa được đắc thì đòi. Mà nếu ta bền gan, vững chắc, sáu chữ A Di Đà, ma là ma, mình là mình, nghiệp là nghiệp, đừng tham danh, tham sân si, cái đó thì nó sẽ khổ đó. Còn nếu con đóng cái kệ, nay ra đường bị người ta mắng chửi cũng kệ, mơi người ta chà đạp cũng kệ, người ta cho thiện ác ma quái cái gì cũng kệ, nhưng tâm ta giận dữ, ta làm điều lành nhưng ta vẫn trả nghiệp, là bị cái tiếng đời đó. Đóng cái kệ gán bền tâm vững chí, bệnh tật gì cũng khỏi. Đó là khi mình có cái kim thân đó con, Bồ Tát đã được đắc đạo rồi đó thưa chú, thì con người chúng ta mới được hết bệnh này. Còn bệnh này khắp thế giới hoàn cầu tôi rất là đau lòng. Trong khi tôi đã có xuống bút thì tôi hỏi cái nhân ông đã độ, nói thưa ông, khi mà bệnh bá gia như vậy xin ông cho con biết. Hồi đó thì cô còn nghe tất cả những cái tiếng côn trùng hoặc là các chi thần ở bên ngoài nói, nhưng cô xin bỏ để làm quá người, người ta sẽ, tại vì cô tôi có một mình à. Rồi cho nên á, rồi mới nói là cho con dùng bằng bút. Khi mà có bá gia thì gặp ngay mặt như vậy thì chính xác. Còn nếu không thì cô cũng dùng bằng tâm tánh thiện của mình, sự hiểu biết để đem khuyên dân. Đó là cảnh tỉnh người đời là con biết không? Có khi con mê á, con sát sanh hại vật, con nói thêm nói bớt, chuyện có nó không, chuyện không nó có, gọi là khẩu nghiệp. Mà màn này thì bá gia ai cũng ngộ, mà ngộ mà con không tỉnh đó, con hiểu không? Đó là gọi mê. Rồi con có hỏi gì con cứ hỏi. À, có một người thắc mắc hỏi gì nè cô Sáu. Hỏi, cô trả lời. Dạ, yeah. Người ta hỏi tại sao lúc trước cô soi căn được người khác mà cô không soi căn được của mình nữa cô? Mình soi căn được mình chứ, nhưng mà mình nói ai tin thế con? Trước khi cô tu cho cô trước, đầy đủ đức tin mới bước ra ngoài đường. Nhưng mà không có ai đem khoe hết. Bây giờ thì nói gì với quý khán thính giả hoặc là con nha. Tôi là ông Phật nè, tôi là bà Phật nè, thì hỏi con có tin không? Tất cả các vị Phật hồi ngày xưa đó, hồi cái đời cổ của mình đó, thì có lộ nét. Còn bây giờ Phật tại tâm, nếu con có trí huệ là con hiểu. Cô biết chứ, cô biết cô tới ba kiếp đặng ạ. Nói thật, nhưng mà trước kia có một cô đó ở ngoài miền Bắc, là cổ lại cô chấp vấn con. Cô rồi nghe, cô đó cô chấp vấn cô vậy nè. Cô ơi, sao cô lại biết người ta mà cô không biết cô, sao cô để nghèo khổ vậy? Đau lắm á. Nhưng mà vì trong cái sứ mạng của cô là, sứ mạng là cái người độ cô bắt cô phải đi để độ cho bá gia những người mà người ta chưa có được hiểu biết đó con. Rồi cô mới trả lời vậy nè. Khương Thượng Tử Nha, ngài rất là tuyệt vời. Nhưng mà có khi á, mưa mấy tấc mấy phân ngài biết, nhưng mà vợ ngài chết ngài không biết. Còn cô mới nói, cô nói cái câu đó rồi cô mới trở qua câu này thì cô đó mới xác nhận cô. Cô mới nói nè, cô nói thiệt con nghe, giày dép có số không? Cô chỉ nói bao nhiêu thôi, cô không nói nữa. Một câu ngắn gọn là số của con kiếp trước con không có nghiệp. Ý cô nói, thí dụ con là có cái tâm đạo nó rất là dày. Khi con không có làm chuyện gì ác thì tất nhiên con phải sung sướng. Còn như cái kiếp trước của cô biết cho nên cô phải đi ta bà để con biết làm gì không? Chả. Rồi có khi những con nè, tại sao con đau hoài không hết, tại sao con mần mãi, con vẫn nghèo, tại sao con bố thí mà con vẫn không hiểu. Là mình còn không có được mở mang kiến thức của Phật đó. Là kính thưa với quý khán thính giả, đây là biết như thế nào. Đó là một câu nghiệp dày, ta trả chưa đủ. Cũng giống như nước nó đầy lu mà con sách nó chưa đầy. Thì tất nhiên, hơn nữa không có ai mà nó muốn thành quả chín mùi mà ngon ngọt và thơm, phải bỏ nhiều công sức. Cô biết cô tới ba kiếp mà, cho nên cái chuyện này cô không muốn nói chứ quý khán thính giả, gọi là chẳng lẽ nào mình khoe mình sao, mà con có thấy được đâu cô nói. Ý cô nói vậy đó chứ. Đây nè, rồi xin thưa với quý khán thính giả, tôi trả lời cái vấn đề này. Khi tôi khổ hạnh quá
không có cơm ăn, ở đậu ngoài vậy, cái am cóc tự của người ta. Tôi cứ niệm Phật mãi như vậy hoài nè. Thì tôi mới hỏi kiếp trước con là ai? Con là như thế nào mà con đời nay chân thật con ra đường con bị người ta gạt chút hết tay, người ta đuổi đi, kẻ mắng người chữ không, chữ tồi, chữ bại, chữ đàn, chữ điếm, rồi quỳ lại giữa đường, rồi chung với hắn người ta giữa đường cũng làm luôn. Thì khi cái trong cái vô vi trên Tam Bảo đó mới nói, ngươi muốn biết lắm phải không? Nói dạ. Vì kiếp trước ngươi cướp ngay vàng, ngươi phải trả. Rồi xin thưa với quý khán thính giả, hôm nay là tôi có nói một cái câu này, ăn lẽ tôi không nên nói. Thường thường là cái tâm trí huệ của mình mà con hiểu biết nhiều, con không nên khoe, không nên phổ biến. Nhưng mà tại vì có khi quý khán thính giả thắc mắc thì cô mới nói nha. Khi cô ngồi tịnh mà con phải lấy cái tâm thanh tịnh thì con mới nghe được. Đây là tôi chỉ thật, cô tôi không giấu. Nhưng mà ngặt khổ nỗi như cô nói mà con không có ngồi được như vậy. Con chưa có được tâm thanh tịnh như vậy thì con không thể nào nghe được. Là cô ngồi tịnh cái chân bằng thờ vậy nè. Nhưng mà cô ở chỗ khác thì cô mới nghe cái tiếng người văng vẳng từ xa mới nói câu gì. Ta làm sao mới có công hầu? Đây là bị tiền bối chấp vấn đó. Cái cô mới trả lời là có nhiệm màu công hầu mới đông. Làm sao ta có nhiệm màu? Theo con làm sao? Mà nếu tôi nói ra hết thì kể như là tôi học chứ không phải quý khán thính giả học. Nếu quý khán thính giả học là tự mình xét, mình phải mở tâm. Rồi cô mới nói một câu là con biết gì không? Ta làm sao có nhiệm màu? Bất sanh bất diệt. Thì con mới có nhiệm màu. Rồi tất nhiên là con không tham, con hiểu nha. Bốn hướng là nhà. Nó không có cái chỗ nào của ta là thiệt hết trơn. Rồi mới ta làm sao có bất sanh bất diệt? Theo con làm sao? Con cứ nói đi, cô cũng mở tâm với con đó. Đó gọi là một câu. Trong vô vi chấp vấn cô đó, cô mới nói chị. Rồi không còn hỏi cô nữa. Rồi có trong một cái ông thầy nho đó là 80 mấy tuổi. Ông mới hỏi cô gì nè. Tu tập làm sao thấy tánh người? Đạo đời hôm sớm biết đâu tin, bồ đề của Phật ai tầm được, ông chủ nhân đâu chỗ tướng hình. Thì cô mới trả lời vậy nè. Thưa ông, con là một đứa ngu dốt. Con không có biết là văn chương, nhưng mà con nói sâu. Tu tập làm sao thấy tánh mình? Nếu còn sân si thì sẽ thấy tánh được mình. Con hiểu không? Như cô với con còn gây gỗ. Thì nếu mà niệm Phật thì người ta nói như gió thoảng qua bay, thì làm sao con biết được cái tánh của con? Còn người ta hung dữ, hiểu không? Tánh mình hung hăng thì tất nhiên đó mình thấy tánh mình đó. Rồi mới hỏi đó, đạo đời hôm sớm biết đâu tin. Cô mới nói là ta không luận xét là thiếu đức tin, bồ đề của Phật ai tầm được, ai đắc được tâm thì tầm được Phật, ông chủ nhân đâu chỗ tướng hình. Là trong ý họ nói cô là xưng đó, thầy Phật gì đó. Cô mới nói ông chủ nguyên tâm cũng tướng mình, thì Phật mượn tâm tánh hoặc là hào quang mượn vào đâu con? Tất cả toàn diện là cái chữ tâm trước tiên, là con biết không? Còn nếu gọi là thần kim quang là hào quang chữ Phật xuống để chụp, mượn khẩu nói ra thuyết pháp cho dân chúng, những người nào có nhân duyên. Mà sửa lại con biết không, có khi con bệnh nhiều rồi cái con lo buồn phiền não, con không nhớ tới nguyên do mình làm sao. Ta làm sao ta có bệnh con? Là ta có nghiệp, tất nhiên ta mới bệnh, con hiểu nha. Còn như con tại sao con lại không bệnh? Có nhầm người sống tới già, có nhầm người tại sao Đức Thầy ông nói tu mãi tu hoài mà không thấy ai thành, đó làm sao con hiểu không? Dối. Chỉ bằng niệm Phật cúng lại sáng chiều cũng vẫn tụng kinh, nhưng tâm thành con không có. Thì làm sao Phật được ân xá, hỷ xả cho chúng sanh? Đó là mình xuống trận, một là hưởng phước, hai là để trả nghiệp. Mà khi con hưởng phước trước rồi đó, thì tới sau này con bệnh đó gọi là trả nghiệp. Mà con muốn trả nghiệp con phải làm sao? Chịu nhục, nhục đứng đầu. Rồi con phải đi lòn trả cho dứt rồi. Thì thầy ổng nói là xác thầy thi thể hãy còn đau, còn con tránh khỏi được nào? Quả dữ trả rồi thì thiện nhân đã đến. Thì ngày hôm nay chính là tôi. Đây là tôi điển hình ngay tôi. Nếu cô bác nào mà có còn thắc mắc phải tìm ngay tôi, thì tôi mới có biết đáp giải. Cái này tôi không dụ nha. Tại vì trong cái lực cấm, cấm là không cho điện thoại bất lực một ai và gù quến, không cho ghéo kêu con lại đây. Ý cô nói lý gì đó, tự người ta tìm.
không được quyền. Mà nếu người ta tìm gọi chị tiếp thôi, chị ngay cái đó. Còn nếu mà người ta có sanh phiền não thì cô ngu dốt quá, lời thật mất lòng. Tại vì cô chỉ có được cái chiếc quẻ mà đem ra là con biết gì không? Vậy là có duyên là sẽ gặp đó. Ừ. Phải là nhẫn nại. Thì thầy ông nói ai mà nhẫn được thì niết bàn không xa. Thì trước kia đó con đã làm bạc ác thì giờ này con phải trả thôi. Trả mà nó đâu có phải ít đâu con. Lời đó. Phải bị cho người ta mài, người ta dũa. Đức thầy nói ngọc chùi lao, ngọc mới sáng ngời. Nhưng mà các con đều thuộc hết. Nhưng mà các con biết nó như thế nào không? Người ta chùi lao mình. Nặng nhẹ chữ mắng nhục mạ đàn điếm. Những có người nào đắc đạo về Phật mà không khổ đâu con. Đối với cô thăng trầm cô kể, không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mà cho nó hết được. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, thưa với quý khán thính giả đây là tôi chỉ. Không phải con ăn chay trường ngàn năm con được đắc đạo. Không phải con niệm Phật Phật trăm năm con thành Phật. Quan trọng tâm ta không phiền não, không giận hờn, không tham, không sân si. Dạ con biết gì không? Không lừa đảo, không dối, không bùa, không phép. Chỉ dụng bằng tâm trơn, tánh thiện, chỉ dân. Nếu con sai chỗ này cô biết tâm cô chỉ, cô biết tâm cô độ con ba lần không được bỏ. Tới đó là tại vì cái duyên không có. Thì dây của con để đây nè. Còn cô dẫn tiếp nhưng mà cô không có thể này dìu dắt con được. Tại vì trong cái ông bà, trong giấc chiêm bao tôi ngồi tôi rất rõ nhiều lắm nhưng mà tôi không được nói ra. Con biết và kính thưa quý khán thính giả cho. Dạ, thì cô Sáu nói những cái lời này nè, cô Sáu nói là nghe được những cái người âm nói chuyện với là cô Sáu, nghe được những điển trên cô Sáu ghi viết á. Nhưng mà họ nói là cô Sáu bị ảo tưởng cô Sáu. Cái ảo tưởng là khi con thấy hiện tại, ê, mở mắt vậy là thấy con, dạ. Nó nhép nhép. Còn cái này cô không có ảo tưởng, không phải mắt giết mà giết mới được, là tự cô chấp vấn cô. Dạ. Là người ta thường hay người ta nói cô cũng tà ma, nhưng mà cái lời của tôi có chân chính hay không thì thưa quý khán thính giả đều biết. Còn cái nói này nha, ê, có nghịch và có thuận nha con. Cô đi lên cái pháp môn này đưa ra vậy là nó sẽ có nghịch có thuận với cô. Nếu ai thuận thì người ta sẽ hiểu cô liền, còn nếu ai nghịch. Kính thưa cái đây là cái chỗ này có một chú nữa tìm tới nhà là ở xóm Bình Thị. Tìm lại tới chỗ khi thi tình cờ mà con ghé, cô ghé nhà của người ta ghé chơi đó thì chú mới nói nếu mà nghe được con thú nói á, thì tất nhiên phải biết nhiều thứ tiếng nhưng mà cô không trả lời. Dạ. Nhưng mà cô có nói câu vậy nè, cái này án lẽ không nên khoe, nhưng vì cô thanh tịnh, cô biết tâm mà cô ngồi là khi cái lúc mà mở tâm trí huệ cho nghe, rồi con biết cho ông cô mới xin, đừng để cho tôi nghe thấy. Thì bây giờ nói thiệt với con, nằm thanh tịnh như phẳng lặng, bảo đảm với chư quý khán thính giả và dạng chân trong họ đều, nếu ai thật lòng như vậy tôi bảo đảm y không phải là ảo tưởng. Ảo tưởng là khi nào con tu mà con ham tôn ti cho mình á, ha, tự mình cho mình là ông Phật, tự mình là cho bà Phật, ý nói gì nha, hay thánh tiên, cái đó là tự mình tôn ti cho mình là mình quá ảo vọng, mình ham chức quyền lớn. Con này mình không ham. Rồi khi đó mà mình nghe mới hỏi, khi mà ở trên con đó là những cái mà thí dụ như tài lộc hay phân phối gì cô không biết được nhiều, tại vì cô không màng. Thì ai tu cũng có bốn vị thần linh, thì thần linh mới mách bảo, vì thầy ổng nói á, nếu mà tất cả chúng sanh đều đau á mà mình thành tâm rồi con biết là gì, thầy đem phép huệ linh ban gãi cho chúng con. Khi thầy ổng đắc đạo ổng đâu có bỏ đứa nào là những cái tâm thành, nhưng mà những đứa có lại lòng không thành thì thầy không độ được, Phật không độ được. Những đứa nào mà quyết tâm trì niệm sớm khuya mà cái lòng thành của con nhất y đi nè, không tu tình nè, không tu danh nè, không tu gạt nè, không tu xảo, không tu lừa, không dối thế, có nói có, không nói không, không nên mang khẩu nghiệp. Mà nếu các chư Phật nào, chân điển của vị Phật nào mà nếu không độ, tôi làm con của đây là tôi nói hết lòng. Tại vì tôi tính tôi gì à, để tôi bỏ cái xác này. Thì cái người độ mới nói thôi con tiếp ta trong cái màn cuối này đi, nó đã hạ nguyên, nó không còn nữa, đã mỏng rồi. Thì để đem khuyên những cái người như các con vậy nè, con còn chưa hiểu biết, nhưng sao con khổ quá, con mần hoài, con không có ăn. Thì cô mới chỉ con phải xét lại thân con, lý do gì sao ta như vậy. Thì chính cô như vậy, con biết cô mới buông cô không? Là mới xả hết tất cả, không còn cái gì nữa là ê, quải cái tay nải lên đi, rồi tìm trong sự đời mà nó có đạo đó, mới suy gẫm. Chú này sao mà mặt không đẹp ta? Đây là cô nói đạo lý nha. Chú này nghiệp nè, còn cưng tại sao cưng đẹp trai vậy? Là cưng biết gì không? Kiếp trước cưng có mở thầu bao, cưng có niệm Phật, cưng có cúng dường.
Tam Bảo mình có chuyên cần lại, nhưng mà cái quả Phật thành công không phải dễ con, nhưng nó chưa tới, hiểu chưa? Là tới đó mình đã bỏ xác rồi. Còn như chú này nằm bên thánh thì hỏi con chứ làm sao gì Phật được, thì cái gương mặt nó vẫn là còn bên thánh, cũng như ta còn chém, còn giết, còn nóng tánh, còn giận hờn. Mà nếu gọi là trung thần, ta không có hung, không nóng tánh, ta không giữ, nhưng mà một lòng chung. Cái nào không biết ta hỏi. Còn đa dạng hiện bây giờ nè, bởi vì trong cái buổi hạ nguyên này á, những người tu thật tình mà chân chính đó là con biết không, người ta ẩn hết rồi. Người ta chưa có tới thời của người ta chưa ra. Mà còn con biết hiện giờ không, người bệnh tật và những cái cách mà tu mà tự con tôn ti cho con á, con tự xưng á, trong tâm mình nó ma quỷ nó xuống, nó xưng nó là thầy là Phật, rồi con đưa lên. Cái đó không phải. Phật tự tâm, Phật tại tâm, Phật không danh không tánh, Phật có đem lời trơn tánh thiện đem khuyên dân như vậy. Thì kính thưa chú quý vị khán thính giả, nếu có tin thì nghe, không tin thì cũng mặc tình. Nhưng mà tôi cần là cái phê bình trước, chứ tôi không có cần cái khen. Để chi? Sửa chỗ đó. Con người chúng ta, thầy ổng nói ổng chưa hoàn hảo, còn mình đâu có hoàn hảo đâu con. Tất nhiên là phải học tu. Mà ta tu mãi tu hoài, tu để sửa. Chừng nào ta được hiểu biết thông. Còn như quý khán thính giả nào mà chưa được khai thông thì tỉnh tự nhiên mà cầu, hoặc là đừng cầu, mà tự nhiên nó có như cô vậy nè. Ê, gọi là tự mở. Còn nếu mà con gấp mà ham cái màu nhiệm đó, Đức Thầy Ngài có nói một câu là ham linh ham nghiệm đó, là cái đó nó không phải của Phật. Còn sống ảo là cô nói nè, mở vậy nè thấy Phật nè con, mở vậy nè thấy chim cò nè, gọi là ma nó quá phép ra thôi, chứ nó không phải con ơi. Còn này cô không có thấy cái đó, nhưng mà cô chỉ nghe người ta hại cô thì cô có cầu xin Long Thần hộ pháp báo cho con biết. Đặng biết làm gì không? Cô chỉ niệm Phật thôi. Rồi, nó đã xong đó, dạ, con cứ hỏi. Cô Sáu mà có người hỏi là cô Sáu sao căng như vậy, cái cách nào mà cô Sáu nhận biết cái tiền kiếp của người đó kiếp trước là thuộc về cõi nào và làm cái nhiệm vụ gì cô Sáu? Biết, kính thưa chư quý khán thính giả, tôi nói ra một cái điều này là coi như là tôi lộ, ăn lẽ là tôi không nên tiết lộ, mà tùy tin hay không tin mặc tình, đối với tôi thì không phải là gạt, cũng không phải là để kiếm tiền sinh sống. Vì một người làm sứ mạng có nắm trong sổ sách, tôi nói tiết lộ bao nhiêu thôi ngang, đừng hỏi nữa. Hiểu biết hết đó con, mà cô giả đò không biết. Nói thiệt cô ngang, có khi con dòm cô vậy nè, con lý nha, cái này cô giả lý. Con xuống địa ngục với cô biết đó, tại vì bữa đó, hồi đó cô mới tập tu nè, cô ngồi vậy nè. Cô niệm qua cái pháp môn mà Địa Tạng Vương Bồ Tát mà con lấy cái tâm thanh tịnh là con nghe nó gần. Như là Nam Mô, mà Nam Mô 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 A Di Đà Phật, như nó gần gần vậy đó. Thì khi cầu Địa Tạng Vương ân xá mở địa ngục thì cô thấy ba cô lên. Nhắm mắt chứ cô không mở nghe, ban đêm á. Thì cô thấy ba cô lên, ông già chồng cô lên, thì ông ba cô với ông già chồng của cô lên thì mới quay đầu. Thôi nếu hôm nay con cầu cho cha mẹ, ông bà tổ tiên được giải thoát, cha về dưới lo tu đi cha. Còn ông già chồng, ba cứ về dưới, ba lo cho mấy đứa em chồng, mấy chú đi ba. Còn con còn cái trách nhiệm sứ mạng của con là bên giảng dân trong họ, con chỉ phiên tu, con mời ba đi về. Và mời ông già chồng gì. Thì hôm nay xin thứ lỗi tôi tiết lộ bao nhiêu, tôi không dám tiết lộ nữa. Còn bá gia tin hay không, tôi chẳng màng. Tôn tôi không, tôi cũng không có quan trọng. Mà hạ tôi không, tôi cũng chẳng có cần. Gọi là một câu tóm gọn nha, vô thường. Tại vì ông bà của cô có xuống bút dạy cô một câu, khi cô rất là phiền não. Chứ không phải cô không phiền não đâu. Phiền não là mình tu thiệt sao người ta mắng chửi mình. Con hiểu không? Tu thiệt sao người ta chửi mình đàn điếm. Rồi mình đi á, mình có tướng hảo tướng tốt, con biết không, vợ con ghen, người khác ghen. Rồi tôi mới phiền não, rồi tôi xin nghỉ, rồi về nhà ông bà của cô mới nói một câu vậy nè. Con tu cho ai biết mình? Cô ngộ liền, chỉ một câu hỏi. Bây giờ nếu xuống một đoạn văn, chữ này là cô ngộ được chữ kia. Nhưng mà thỉnh thoảng bá gia nghe tùy duyên à. Trong này nó nghịch duyên rất là nhiều. Tại vì tu mà còn ganh ghét là chưa phải thiệt tu. Rồi tôi mới hỏi tại sao con lại mắc nghiệp vậy? Cái ông bà của cô mới chấp vấn lời cô vậy nè. Nếu con tu con không có muốn độ bá gia, nhưng mà đa dạng cái phần cõi âm, họ biết con có chân tâm tánh thiện. Cái cô mới hỏi lại, họ biết chân tâm tánh thiện của con để làm gì? Nói là họ muốn cho con cầu cho họ được giải thoát. Nói vậy sao ông không cho lãnh ông dạy họ đi? Ông bà của cô mới xuống bút, mới nói một câu vậy nè. Màn này thú nó tu nhiều, nó phản cho nên ngài không dạy. Rồi nếu mà để loạn trần gian,
thì thiên đình trừng phạt. Kính thưa với quý khán thính giả, tại sao tôi biết? Tôi chỉ tiết lộ một chút. Nếu mà bá gia tin hay không thì là chỉ có người cầm bộ sổ thiên đình mới biết này. Đây là sứ mạng của tôi. Nam Mô Di Đà Phật, tôi chỉ không được tiết lộ nữa. Nếu tôi tiết lộ nữa là tôi không có cái màu nhiệm được. Không cho phép. Cho nên là tôi nói cái này là gọi là pháp hoa để giải đãi cho bá gia. Nếu ai có tỉnh rồi thiếu sót cái gì đó, thì tôi chỉ thêm. Tôi không màng cái gì hết, tất cả là cưng biết tôi nguyện không. Tiêu ra cho cái bụi đó. Tôi không ham vinh qua phú quý mà ăn lại tôi bỏ xác chứ tôi không có muốn tôi sống nữa. Nhưng mà ông bà của tôi mới nói cứu con để cho con dạy chăm họ. Để dẫn dắt đó, chứ không phải là chỉ dạy gì chỉ như con chưa hiểu được mình. Còn cô biết cô chứ, còn nếu quý khán thính giả nào không tin thì tôi mời trực tiếp theo tôi. Nhưng mà tôi làm là theo ý tôi chứ tôi không làm theo ý quý khán thính giả nha. Dù có tiền bỏ ra biểu tôi làm theo quý khán thính giả, tôi không làm theo. Bởi vì làm theo chân lý của nhà Phật là trên thiên đình Ngài đưa xuống. Còn Đức Thầy Ngài có nói một câu nè, tôi xin nhắc lại quý khán thính giả đừng nên chấp. Ngài có nói ta về âm cảnh non đài không? Còn Ngài có nói một câu ta rỡi bức tranh vô hình. Gọi là không mà có, nhưng mà tại mình không tin. Ta tin trong cái không mà có, nhưng rồi ta phải xét lại cái văn chương đó. Ta phải xét lại cái hành đó, con hiểu nha. Xét lại cái chân tâm đó. Những ai xưng thầy, xưng Phật, xưng thánh, xưng thần, đó là chưa phải. Ta không có mà có. Rồi cô mới nói một câu, còn nhiều công việc lắm mà cô không dám nói thẳng được ra nói được. Nếu nói, ê, cô chấp còn hơn quý vị đã chấp tôi. Tại vì tôi cũng sợ làm lạc với con. Nếu làm lạc là tiêu cả tâm trí của mình luôn. Mà bị Thượng Đế vệ quở trách nữa. Con xuống trận đi. Con mới có tu học sơ sơ, con làm cái chữ ta hay sao? Thế cho nên không được. Phải giữ luật, chấp pháp, nghiêm minh. Mà có nhầm người ta biết cô mà người ta ghét cô nhiều lắm. Người ta ghét cô về cái gì cô biết không? Cô chấp lực. Chấp lực là như các con giờ có tôn ti cô là ông Phật. Xin lỗi ha. Hay là thầy. Cô cũng không màng. Cái đó của con thôi chứ cô không có. Cái gì? Còn tự nhiên nó có. Còn trước khi đi thưa về trình, tại vì hồi đó giờ cô ngủ nằm trên bao, thì cô chỉ thấy có ngày áo dài khăn đóng đã tới với con. Tới với cô lúc mà cô 49 ngày là cô nằm dùi đó. Nhưng tai nghe, mắt không có thấy, lỗ tai nghe là cũng như cảm giác vậy đó. Thì mở mắt ra hỏi dạ, con có điều chi xin chỉ bảo. Thì cô đã nói rồi xin lỗi ha. Cô chỉ có cái người đó áo dài khăn đóng cầm có cái cuốn vở không à, nhưng không có cái viết. Thì khi mà cô nhận được là chỉ là một cái cuốn sổ không chữ, rồi cô mới trình với người ta mới nói là cô nhận trong cái văn tự đó, là tự nhiên nó có. Và một cái viên ngọc mới trong suốt như vậy nè, nó cô chỉ gọi ngọc chứ cái đời bình thường này nó không có. Thì cái đó cô cũng nhận rồi, thì cô cũng đem cho người ta thôi. Cái đó là cái giả. Cái thiệt của mình là ngọc quý tại tâm của mình. Rồi tự mang cái trí huệ nó phát ra, con biết gì không? Nhãn nhĩ. Nhãn là mắt, nhĩ là tai. Còn thần mà nó đẩy hoài, nó không có cho cô nói. Nó nói là nó giật cô đó. Mà cô nói khuyên đời cũng chết, không khuyên cũng chết. Thà khuyên không chết, nó chết thì chết. Rồi cô cầu xin cái người độ đó, nên con có bỏ xác âm rước cái hồn con. Còn quỷ ma nó phá là tì. Nếu ta không suy xét là ta thiếu đức tin đó. Ê, là ma giới nó đặt. Vì màn này nó đã mở cửa. Còn mới nói là thú nó tu, con biết còn cái ác không? Con là người chuyên cần thì ta độ con nhiều hơn. Đứa này không chuyên cần giống như bà Nguyên Tôn Tẩn vậy, thì con đã sanh lòng. Ông nói dạy mà phản, không dạy đó. Rồi con mới bỏ. Chứ hồi trước kia con niệm vậy con biết không, nó sắp lớp luôn. Khi mà chư Phật chư Thánh Thần cho cô biết cái đó, khi người ta xuống sứ mạng mình nè, con biết cô niệm vậy nè. Cái cô cầu siêu cho họ, con ơi nó chạy gầm, nó đạp mấy cái người mà ta tu vậy, cái đó là nó ngăn bướng đó. Rồi khi mà cô thấy quá nó cũng giận vậy, cô nghĩ con đó. Cô để cho cái giò của cô đưa ra cho bước lên cái đầu gối của cô, bước không nó bước trên đầu cô đạp đi, bước đầu đạp đi nghỉ. Đó như phần âm hả cô? Ừ, nó gần nó gỗ, khuyên bá gia nào nếu thật tâm tu tỉnh đi. Rồi khi nó đến lúc giống như là cái bông mà nó chỗ đó. Dạ. Nếu mà không nghe được y vậy, tôi chịu tội. Còn tất cả những cái mà bên Thiền Lâm đó, là những cái bậc hòa thượng đó, thích đó con biết không? Họ nhìn cô là họ cũng biết, mà họ nhìn con họ cũng biết nữa. Còn tu vô thế tông, tu mãi, tu hoài, tu không gọi nghe. Đức Thầy Ngài có nói đó. Tại vì con biết không? Con tu miệng,
ham danh lợi tiền tình phẫn nộ ái ố, cái này là con chỉ nói tu thôi chứ Phật chưa chứng là ta không có. Nam mô Phật, hôm nay đó là nó đã hết. Còn nếu mà quý khán thính giả nào nếu có càng nói thì tôi lại càng. Chứ mình xin nghỉ cũng được mà không nghỉ cũng được. Tại vì đối với tôi ăn cũng vậy mà không ăn tôi cũng vẫn no. Yeah. Nó là vậy đó. Hôm nay cũng 29 Tết nữa cô. Dạ. Cô có cái lời gì chúc quý khán thính giả đang xem chương trình không cô? À, có cái lời chúc chứ, nhưng mà có cái này nè, không có cờ nha. Yeah. Tại vì ngu dốt, cái người độ cũng nói ngu dốt quá dốt. Ngu dốt như ông Bằng Đặc vậy đó. Chúc toàn thể thế giới vạn dân chăm họ được trường tồn, sống lâu, mỹ mãn là con biết gì không? Yeah. Nhưng mà đừng quên cái tu cầu nhân quý vị và đừng nên ham xài bùa, ngải, màu nhiệm của các vị nào. Ta cứ tưởng ông bà của ta, niệm Phật và ông bà mình độ mình. Xin ông bà quá giảng trở lại độ con. Thì đó là ta có được cái màu nhiệm. Chứ yeah. còn mình ham linh, ham nghiệm như thầy ông nói đó. Thì tất cả có đó, tại vì tôi đã từng bị không biết là bao nhiêu những các bậc mà thầy bà mà luyện rồi để mà nó phá cô á. Nó nói cô có màu nhiệm mà nó luyện cô không được mà cái xác thân của cô nó khổ rồi con biết đốt không? Nếu mà bây giờ nói á, thì quý khán thính giả chưa? Con biết như các cô bệnh đó là, ê, các cái người mà bệnh mà hỏi cô đó là con biết không? Cô đã từng trải qua rồi. Con biết nó khổ vô trong mình của con nè. Cấu xé cắn gứt vậy nè, giống như là như vậy đó, giống như là mở cửa ngục mà để cho quỷ ma nó cấu xé mình. Nhưng mà khuyên bá gia một chữ trì, ráng mình chuyển nó nghe. Cái bệnh của mình á, con mệt mỏi quá con làm biến rồi, con biết con phải làm sao không? Bắt đầu ngồi dây ta đi niệm Phật, ta bắt đầu dây ta đi tụng kinh thì nó sẽ đó rồi đó. Mô Phật. Dạ vậy con cảm ơn con. Sao rồi sao gắng lo tu niệm trì thì có nhiều đó là bệnh.